Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2016 trị giá 2,2 tỷ đồng. Vương miện của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 do 40 nghệ nhân chế tác có giá trị 2,2 tỷ đồng với 63 viên ngọc trai và 3.260 viên đá sapphire. Sáng ngày 5 tháng 7 tại Hà Nội, báo Tiền Phong cùng công ty Sen Vàng tổ chức họp báo vòng chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2016 từ 140 thí sinh tham dự vòng sơ khảo khu vực phía Bắc tại Hà Nội. Ban giám khảo chọn 40 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung khảo khu vực phía Bắc. Các thí sinh này tham gia nhiều hoạt động để quảng bá cho văn hóa, du lịch Vịnh Hạ Long, góp sức làm sạch môi trường biển, thăm và giao lưu với công nhân mỏ than Hà Lầm. Đêm chung khảo phía Bắc diễn ra vào tối 17 tháng 7 tại sân khấu Nhạc Nước, khu du lịch Tuần Châu, Quảng Ninh. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam hứa hẹn đêm chung kết với sân khấu 1,5 vạn khán giả ngồi trời sẽ là bữa tiệc nghệ thuật âm thanh ánh sáng và sắc đẹp. Tại buổi họp báo, ban tổ chức công bố vương miện của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 do 40 nghệ nhân chế tác có giá trị 2,2 tỷ đồng với 63 viên ngọc trai và 3.260 viên đá sapphire. Ông Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, vòng chung khảo thí sinh phía Bắc năm nay được tổ chức lớn nhất từ trước đến nay.